Yonsep Han Quốc Korean. Yonsep lần đầu ngang 80 dài 1m9. Cái đầu này có thể nâng lên được. Cao chỗ ngồi là hạ xuống, kéo hết lên xong tự động hạ xuống lại. Sơn tĩnh điện khá là tốt. Cánh khung tĩnh điện có tay cầm và có bánh xe nha các bạn. Đây xe để di chuyển nó dễ nhẹ nhàng. Chân khá là chắc chắn, đệm dày 6 phân, chống nóng, có thể lột ra và giặt để cái đường xe bạc tiền. Ngang 80 dài 1m9.